trong Hà Nội đô thành, nước non ai vẽ nên tranh họa đồ, cố đô rồi lại tân đô, nghìn năm văn vật bây giờ là đây. Non nước hữu tình của Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ, và ngày hôm nay hãy cùng Tiếp Thị Review đến thăm một triển lãm hội tụ đủ sắc nước hương trời của Việt Nam trong đấy nhé. Triển lãm cá nhân lần thứ 3 của họa sĩ Vũ Đình Lương mang chủ đề Sắc phố hương quê là mạch nguồn vô tận chảy trong huyết mạch. Đó là những dấu ấn tuổi thơ đẹp đẽ bên trong những ngôi nhà, góc phố xưa đầy ắp kỷ niệm. Đâu đó len lỏi trong ký ức là phần hồn nhiên của họa sĩ nghĩ về, cảm hứng cho ra các tác phẩm đậm chất văn hóa dân gian. Triển lãm trưng bày 35 tác phẩm, gồm 34 tác phẩm tranh và 1 tác phẩm hiện vật. Các tác phẩm đa dạng về chất liệu như sơn mài, acrylic, màu nước, bột màu, phấn màu. Từ hơn 20 năm nay lại, là có những bức hình cách đây vẽ hơn 20 năm, bức gần nhất thì vẽ trong năm nay. Đề tài thì vẽ về quê và phố, và trên cái hành trình của họa sĩ và con người như nhà báo để đi làm việc tác nghiệp thì mọi người và lấy cảm xúc và triển lãm như này. Các tác phẩm thể hiện sự hồn hậu tự nhiên, sắc trong, tươi sáng nhẹ nhàng mang hồn quê hương truyền thống. Nhiều bức sơn mài không chỉ mang vẻ đẹp thẩm mỹ, hình và màu chung chung còn chứa được ý nghĩa gửi vào tranh. Đó là những bức tranh có chủ đề Phật giáo mang tính hướng thiện và suy ngẫm, chia sẻ về chức năng của nghệ thuật đối với đời sống con người. Họa sĩ Vũ Đình Lương cho biết: là nghệ thuật có nhiều chức năng, và một trong những chức năng đó tôi nghĩ là chức năng chữa lành, cái chức năng mà rất nhiều người cần để ổn định cân bằng lại cuộc sống đã rất hối hả, thì cái tiếng nói của nghệ thuật nó là góp phần vào làm cái việc chữa lành nó để mang đến cuộc sống được cái ước vọng, ước nguyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Họa sĩ Vũ Đình Lương sinh năm 1972 ở ngoại thành Hà Nội, từng là nhà báo, tham gia thiết kế đồ họa và các sản phẩm truyền thông. Hơn 20 năm theo đuổi mỹ thuật, ông lựa chọn lối vẽ không cầu kỳ phô diễn, chú trọng không gian và gợi suy tưởng. Triển lãm Sắc phố hương quê có địa chỉ tại số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.